Vâng, xin kính chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình. Xin mời các bạn vào xem nhé. Mình quay một cái sản phẩm lắc tay có thiết kế mới mọi người nhé. Đấy, đây là cái lắc tay có chữ Phúc Lộc Thọ. Mẫu này mình đang quay cho các bạn xem là 3 cây. Đấy, bản to ngang là 1/8 nhé. Thiết kế ở đây là 3 chữ Phúc Lộc Thọ kết hợp với lại mắt dây nhé. Dây của lắc là mắt đơn nhé. Đấy, mắt đơn rất là khỏe đẹp luôn. Kết hợp với lại cái chữ Phúc Lộc Thọ này phải nói là rất là khỏe. Đấy thì nếu như bạn nào mình theo dõi kênh của mình nhé, thì các bạn đã xem nhé, thì mọi người sẽ thấy là mình đã quay một cái mẫu lắc tay có chữ Phúc Lộc Thọ đó, nhưng mà nó với cái thiết kế khác một chút nhé. Ba cái chữ Phúc Lộc Thọ này thì để ở trên cùng một cái bảng mặt luôn, liền nhau nhé, chứ không tách rời ra riêng từng chữ như này một. Cái ưu điểm của cái lắc này tức là nếu mà tách như này đấy thì các bạn đeo nó sẽ rất là mềm, cái đoạn bảng ở trên nó không bị cứng mọi người nhé. Đấy, và đeo lên tay nó cực kỳ là ôm tay. Để các bạn nhìn hàng thiết kế bên nhà mình này. Đấy, mẫu rất là dày, rất là dày luôn mọi người nhé. Đấy, và những cái chốt nhé, những cái chốt của cái mắt này các bạn nhìn vô cùng là chắc chắn này. Đấy, thì bạn nào mình yêu thích cái sản phẩm lắc tay có chữ Phúc Lộc Thọ thì các bạn tham khảo thêm mẫu này. Mẫu này thì hiện tại là mình có thêm một khuôn nhỏ hơn là bản 1,5 cây nhé, 1,5 cây, 1,6 cây ấy đó. Thì bạn nào mình tay nhỏ hoặc là các bạn thích đeo nhỏ thì các bạn thích cái mẫu chữ Phúc Lộc Thọ thì các bạn có thể là đặt sang cái size bé hơn. Còn cái size này sẽ dành cho những bạn mình tay gọi là to một chút nhé. Đấy, thì những bạn tay to một chút thì các bạn đeo mẫu này nó chỉ gọi là vừa vừa thôi, chứ cũng không to đâu mọi người nhé. Mình sẽ đưa lên tay để cho các bạn xem. Đấy, đặt lên tay là nó đã ôm tay như này rồi. Đấy, nó đã ôm tay như này rồi mọi người nhé. Mẫu này mà các bạn đeo lên tay nam thì sẽ rất là đẹp luôn. Đấy, thì chữ Phúc Lộc Thọ nhé là một trong những cái thiết kế mà được rất là nhiều những nhà trang sức sử dụng để làm ra những cái mẫu trang sức cho nam nhé. Đấy, đặc biệt là những cái sản phẩm lắc tay như thế này, các bạn đeo thì nó vừa tốt cho sức khỏe và nó lại có ý nghĩa phong thủy nhé, rất là tốt nữa. Đấy, thì bạn nào mình thích sở hữu sản phẩm bạc đẹp thì các bạn có thể là đặt cái mẫu này nhé. Đấy, mình đeo vừa tốt cho sức khỏe và mình làm ăn cũng may mắn tài lộc nữa. Đấy, thì bạn nào mình chưa đăng ký kênh của mình nhé, các bạn nhớ đăng ký kênh để đón xem những cái sản phẩm tiếp theo. Mình còn rất là nhiều những cái mẫu mới nữa nhé, đủ các mẫu cũng như là đáp ứng được về size số cho mọi người. Đấy, thì rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video lần sau. Cảm ơn tất cả mọi người.